Sao kế đô là gì? Sao kế đô là một tông cử điệu tinh, là các sao hạng trong đời người phải trải qua, là một sao xấu nhưng quý bạn không biết. Sao kế đô sẽ mang đến những điều hung gì? Sao kế đô nên tránh gì? Nó ảnh hưởng như thế nào đến vận mệnh của quý bạn trong năm? Sao kế đô là sao hạng chủ, đề những điều hung dữ, ám muội, thị phi, buồn rầu. Sao kế đô tốt hay xấu? Được biết đến là hung tinh xấu nhất, chủ về mùa xuân hạ, nghĩa là vào khoảng nửa đầu của năm. Sao kế đô chiếu mệnh thường mang đến những điều không may mắn, là một năm nhiều thị phi và chuyện buồn rầu. Đây tuy không phải là một sao nặng, nhưng cũng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của quý bạn trong năm. Do đó có rất nhiều người chủ quan với sao hạng này, nhưng thực tế cho thấy nếu không thận trọng lại trở thành một nạn lớn. Sao kế đô với những màu gì? Chiếu theo ngũ hành, sao kế đô thuộc hành thổ sẽ hợp với màu thuộc hành quả và thổ, tức là quả sinh thổ, kỵ với màu thuộc hành kim, thổ sinh kim, và quả khắc mộc. Xét theo ngũ hành sẽ có các màu hợp màu kỵ với sao kế đô như sau. Sao kế đô hợp với màu hồng, đỏ, tím, nâu, đỏ, nâu. Sao kế đô kỵ với màu trắng, trắng bạch, vàng đồng, xanh lá cây. Đây là những màu hợp và kỵ đối với sao kế đô. Với những người có sao hạng này, chiếu cần chú ý lựa chọn những màu hợp, không nên lựa chọn những màu kỵ, góp phần làm giảm mức độ ảnh hưởng đến vận mệnh trong năm. Kế đô thường gặp trong năm, gặp điều hung dữ. Với tuổi sao kế đô này, vào năm này sẽ gặp những chuyện hung dữ từ phương xa báo về, hay chuyện dữ trong gia đình xảy ra, gặp nhiều thị phi. Trong năm sẽ gặp nhiều điều thị phi, người tiểu nhân, nói xấu sau lưng. Chuyện tình cảm, tình cảm với tuổi sao kế đô chiếu mệnh cũng không được suôn sẻ. Vợ chồng thường xuyên cãi giả, thường bắt đầu xung đột với những vấn đề nhỏ nhặt, với những người chưa kết hôn. Tình duyên tắc tở, lận đận, dứt gánh giữa đường, với ai cũng không thành. Về sức khỏe của người sao kế đô chiếu mệnh trong năm không được tốt lắm, cũng hay bị đau ốm, thuốc thang nhiều. Với sao hạng này, ở nam giới sẽ hạng nặng so với nữ giới, các nữ cần thận trọng. Nhưng sao kế đô dù sao hạng, nhưng sao hạng lại có phúc. Đối với những người phụ nữ mang bầu sẽ được hung quá cát, gặp được nhiều may mắn và rất tốt cho đứa trẻ. Ngoài ra với những người có sao kế đô chiếu mạng, đẩy mạnh việc kinh doanh, buôn bán chắc chắn sẽ thành công. Sao kế đô được tóm tắt lại trong các câu thơ sau. Kế đô chiếu mạng năm nay, tháng 3, tháng 9, bi ai khóc rồng, đàn bà giận mệnh long đông, ốm đau tan chế nặng tông năm này, đàn ông tuy nhẹ cũng lây như nàng, phúc lớn qua khỏi được an. Không thì tai họa dương mang có ngày, phòng người làm dấp gũi nguy, tri ân bố đức thẳng ngay nhẹ nhàng, tham tài dục lợi bất an, thương người phải nhớ chớ ban chớ phiền. Cách sắm lễ cúng sao giải hạn kế đô: 21 ngọn đèn hoặc nếm bắt buộc phải có. Bài vị màu vàng sao kế đô: một mũ màu vàng, hương hoa, trái cây, tiền vàng, nước, phẩm vật, tàu cao, gạo muối. Xin lưu ý các đồ lễ đều là màu vàng. Nếu các đồ vật có màu khác, có thể sử dụng giấy vàng để bọc lại rồi mới bày trên mâm. Nhớ đặt lễ ở hướng chính tây mới được làm lễ. Nên cúng giải hạn sao kế đô vào thời điểm nào tốt nhất? Cúng sao giải hạn
hàng tháng nên lựa chọn vào ngày 18 âm lịch. Đây là thời điểm sao kế đô giáng hạ. Nếu chọn vào thời điểm đầu năm, vừa giải hạn, vừa cầu may, bình an và được một năm mới chọn vào ngày 18 tháng 1 âm lịch. Cúng sao kế đô trong khoảng thời gian từ 13 giờ trưa tới 15 giờ chiều là tốt nhất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ mâm lễ quay về hướng chính tây, quý bạn thắp nếm 21 cây đèn cầy theo hình sao kế đô như dưới đây. Cách cúng bài vị khấn sao kế đô như sau. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thích thì đăng ký vào kênh của tôi để xem video mới nhất. Bye!